thu gom đồ rẫy ngày hôm nay để về hỗ trợ cho người dân bị phong tỏa. Thì đại Tú cũng lên chạy cơm của cô Năm Thảo, chạy cơm từ thiện hàng ngày. Cô Năm phân phát cơm ở đây cũng là khá nhiều đó, cũng tôi nói 1.800 hộp. Và tất cả những cái rau củ mà cô Năm cho hàng ngày đó, có số lượng cũng cũng nhiều. Tức là tất cả các xã ở trong huyện Tịnh Biên, khu vực nào mà có bệnh đó, là có dịch đó, là cô Năm sẽ hỗ trợ rau củ vô cho bà con cô bác ta dùng. Và đây là chiếc xe từ thiện mà ngày mình đi lấy rau củ hay cái gì? Cổ à. Đây nghe quý vị, đây là tất cả những anh em ở trong chạy cơm cô Năm là đưa rau lên xe nha. Rồi. Rồi lên xe đi Sư Quynh ơi. Đây, mấy Sư Quynh để xách rau củ đưa lên xe. Đây là anh Phước nha. Anh Phước ơi, chào mọi người, anh Phước ơi. Ai đập hết. Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người khỏe không? Chứ tôi là tôi mệt đó. Ai là mệt mệt chứ tôi tạm máy tôi phải ghê à. Ôi mọi người ơi. Ơi chào với, chào với. Ôi cũng dữ ơi. Ôi được rồi. Chào mọi người. Nói bằng hai chữ sợ luôn. Hết kẹt không tí. Dạ đứng đây thấy lên đi. À cho chú đó chú chuyền đi. Đóng nhanh Phước. Rồi chắc lên quậy. Chính rồi. Đây đây. 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 Đây rau củ bữa nay về rất là tươi ngon hảo vị để cho cô bác mình dùng trong cái mùa dịch này. Và quý vị chúng ta xem qua cái chỗ để rau củ của cô Năm. À, đây Tú đang đi vô nha. Rau củ bữa nay cũng rất là nhiều luôn á. Đây. Để Tú cho quý vị xem sơ lược qua cái đó nha. Đây là bí. Bí đào. Đó. Bí gợ. Nè, đồ rẫy nè quý vị. Rẫy rất là tươi ngon luôn. Đây còn một số đồ rẫy mà cô Năm đem về để hỗ trợ cho những khu vực mà bị phong tỏa, bị cách ly, và những nơi chạy cơm từ thiện, và hỗ trợ cho những tổ công tác nào mà mấy chốt kiểm dịch để cho cô bác anh em ta có đồ gãy dùng trong cái mùa dịch này nha quý vị. Rồi quay cho cô bác mình xem ha. Mời diễn ra tiếp tục chương trình, theo dõi chương trình của anh em chúng tôi nha. Ở đây nha quý vị, xe đã lấy ở ngoài cửa trước rồi, giờ bây giờ ghe vô trong nhà trong để lên thêm những cái số rau củ cho đủ số lượng để mình về nha quý vị. Đây. Ôi. Xe nó hơi thấp. Rồi ông tài xế. À gì đó. Anh Phước có dễ thương nghe vậy. Hiền hậu lắm. Không không, khỏi mày đi tính đi đâu. Đây mọi người chúng ta xem qua cái chương trình lên rau củ nha. Những cô bác anh em đang xách rau củ đi ra. Bí đào còn đâu có nhiêu đâu. Bán chú ba ơi. Còn 15 bình bí đào chú ba ơi. Đây. Rau củ trong nhà này nữa nghe quý vị. Bình bí đào lên chủ ơi.
Rồi. Năm hồ lô, chưa có hồ lô, có mới có hai bịch hồ lô rồi. Còn 15 bịch bí đao nữa hả? 5 bịch hả? 5 hả? Không nhớ giờ nếu là 15 bịch là 600 kg đó. Còn 5 bịch nữa thì 500 kg. Đủ rồi. Ủa, nè quý vị ơi. Rau củ lên rất là ngon ha. Xe rồi. Xe chở bữa nay này nhóc luôn rồi. Ừ, chắc 500 mấy á. Chụp này quên. Chụp đi chụp. Giang chụp dưới hấu mà sợ gì? Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, thì rau củ vừa đây đã lên xe được tôm tắt đã được đầy rồi nha. Bây giờ là xe chuẩn bị khởi hành để về Bình Phú để cho bà con ở bên khu phong tỏa bên đó nghe quý vị. Rồi, Nam Mô Di Phật. Đại Tú xin mời quý vị chúng ta xem theo chương trình rau củ của mấy anh em nha. Rồi, Nam Mô Di Phật. Còn 600 đi. Rồi ông vẽ vô bên vậy đó, từ đó là để quá thành cái thẳng qua đi là gặp rồi. Liền đó. Liền. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại đối chính chào cô Năm Thảo, thầy dạy con thì ở trong đất ái và tính đến khi mình được quân nhà hảo tâm. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 10 2021. Cũng hôm ngày là ngày 26 tháng 8 năm Tân Sửu. Đại Tú tiếp tục chương trình đến đây nhận rau củ ở nơi chạy cơm của cô Năm Thảo. Thì tương đối rau củ ngày hôm nay là gần 600 kg. Thì Đại Tú rất là cảm ơn cô Năm Thảo, anh Tuấn Dũng và cô Nhân Ái và các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành ủng hộ cho rau củ cho bà con ở vùng dịch. Và Đại Tú xin thay mặt cho tất cả những bà con ở trong vùng dịch chân thành cảm ơn đến tất cả các chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và ủng hộ số rau củ cho bà con có rau củ ăn trong mùa dịch này. Và chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, luôn làm việc lợi ích cho dân sanh, cho xã hội, đem lại phúc lợi cho toàn thể chúng sanh. Và cuối cùng xin chúc cho tất cả quý vị luôn thành công trên bước đường thiện nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, kính thưa quý vị, chiếc xe từ thiện của mình bây giờ là chuẩn bị đi về nha. Đang trên đường ra chạy của cô Năm Thảo là chuẩn bị đi về bên Bình Phú để phát rau cho mọi người. Mời quý vị chúng ta xem chương trình Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin chào quý vị nha. Để tiếp tục chương trình đầu gãy ngày hôm nay thì Đại Tú có đi trở về ngang ấp Núi Voi, xã Núi Voi của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì nơi đây là cái làng quê cũng nói chung là cô bác ở đây sống bằng cái nghề buôn bán làm mướn không à, cũng tội nghiệp lắm. Đây nè, đây nhà cửa của quý vị nha. Thì cô bác mình ở sớm đi lại đây để xin rau nè. Thì mình cũng san sẻ cho một số rau củ cho bà con mình ăn trong cái mùa dịch này. Đi về đặng. Ở đây là cô bác anh chị em lại đây xin rau củ về để dùng. Mớp phải không? Dạ. Mớp đây. Cho mớp đây. Cho mớp cái gì? Thưa quý vị, thì rau củ này là được vận động từ cô Năm Thảo. Cô hỗ trợ rau củ cho mình để mình về mình cho vô khu vực phong tỏa ở bên Bảy Thưa, Dinh Đức Cố và bên Bình Phú một số. Thì đi ngang khu vực này thì cũng thấy cô bác ở khu vực này cũng
thấy cũng ấy nè, rồi để Thú mới xa xẻ một chút xíu rau rễ cho bà con mình dùng trong cái lúc mà khó khăn. Rồi mỗi một người vài trái củ quả gì đó là chia ra gì là được rồi, ăn đỡ trong mùa dịch này nha quý vị ơi. Đây nghe vậy, đây là cô bác ở xóm xóm chòm này để lại để xin rau củ về để dùng. Rồi cô bác nào xong rồi mình đi ra đi nha. Rồi ở đây nghe quý vị, cô bác ở xóm mình lại xin rau nghe. Rồi như vậy là được rồi nè, cô bác rồi xin một ít thôi, còn chia sớt cho người khác nữa. Cái này là đưa vô cho khu phong tỏa không à, tại vì thấy cô bác mình ở đây mình dừng lại cho người ít ít gì đó, người nhận ít số lượng thôi. Dạ cái này cũng đưa vô khu phong tỏa bên Bình Phú á. Dạ dạ. Đây nghe gì? Cô bác lại xin giao giờ. Trời ơi, con tạm đốt dưới này móc lên đi nè. Dạ. Rồi. Chứ cả chứ bí gì hả? Có ai chứ cả chứ bí gì mấy người ăn hết hả? Có giao gì chứ? Giao gì đâu, nói ra củ quả không mà đâu giao con. Không có giao, có củ quả mà. Thôi dạ, cho người chứ. Không, không nói đâu. Về cái ấy là trái gì? Chứ còn là bữa nay chồng cưng đi làm hả gì? Dạ không mà. Bữa nay không không đi dưa hấu nữa hả? Dạ tại vì có cái mình mới đi được. Cái mình đâu đi được đó. Rồi hàng ngày đi lấy dưa hấu, đi vác dưa hấu hả? Dạ không luôn, ở không ngoài. Còn gia đình kinh tế sao? Cũng đi xịt cá về mình ăn chứ. Đi xịt cá về ăn hả? Gạo thóc. À, mùa dịch này kinh tế cũng khó khăn theo vậy ha. Dạ. Để coi dịp nào có đi ngang có gạo cho mình ha. Dạ. Rồi thôi đi nghe cưng. Dạ. Rồi chúc gia đình mạnh khỏe nha. Dạ. Rồi nam mô Phật. Kính thưa quý vị thì vừa mấy anh ở đâu? Ở với Tân Lập, hay sự Tân Lập. Dạ. À, quý vị ơi rau củ ghé lại đây để cho cô bác mình trong cái đợt mùa dịch này khó khăn, anh em như đứa em mới chia sẻ đó thì chồng của em gái đó là đi vác dưa hấu để kiếm tiền nuôi gia đình. Hai vợ chồng còn rất là trẻ nha, chừng hai ngoài tuổi mà bốn đứa con, đứa nào đứa nấy nhìn nó thôi nó lăn lóc mà nó đen thùi đen thui. Đồ đạc thì nó mặc cứ đứa thì có cái quần, đứa có cái áo, không có mặc đầy đủ quần áo đâu quý vị. Thì để Thú thấy cái hoàn cảnh thấy cũng thấy thương lắm. Cũng anh em, hai anh em cũng đi ngang đây cũng ghé lại cho mua ít rau củ bà con, nhất là trong gia đình có đứa em đó, để cho em có cái số rau củ để dùng. Và bên cạnh đó cũng hứa với em là khi nào mà có đi ngang có gạo sẽ cho em 10 kg, cho em có cái điều kiện sống trong cái mùa dịch này. Tại vì đi vác dưa hấu là phải đi test nè, rồi phải có giấy tờ hợp lại rồi mới đi qua chỗ khác để đi vác dưa hấu được. Mà em kể là không gài không đi vác dưa hấu được, tại vì chính quyền ta không cho đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là do tình hình dịch bệnh nó căng đó, rồi nhà nào ở nhà theo nhà nấy, không có đi đâu được chứ. Cho nên là thấy gia cảnh cũng tội nghiệp. Để bữa nào hai anh em xin được gạo đem lên cho, để em nó có cái gạo thóc và
rau củ quả để sống qua cái mùa dịch này. Em nó đi làm rồi nó có tiền để đi nuôi mấy đứa nhỏ, một con gà bư mà bốn con gà mổ, rồi thêm con vợ nữa. Ở nhà thì vợ, nếu mà bốn đứa con nhỏ xíu gì vợ đâu đi làm được, phải nhà giữ bốn đứa con rồi. Là có mà nên đi làm mà nuôi một con bư năm con mổ quá xa, ở đâu cũng là duyên nghiệp. Thì cũng mong rằng em nó sẽ được làm ăn mau phát lên, đặng nuôi được bốn đứa nhỏ và không còn chịu cảnh khổ sở đó nữa. Rồi quay vô con mắt mình xem một đoạn để đang trên đường đi về, kéo vậy đang trên đường đi về tới kinh 2, kinh 3 rồi của ấp Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang rồi. Có khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là mình sẽ tới nơi điểm để mình truyền những rau củ này về bên Bình Phú để cho vô khu vực của khu phong tỏ của xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ở nơi đó thuộc về vùng Bảy Thưa, Vinh Đức Cố. Rồi mọi người luôn đồng hành với Đại Tú và Quý Phước nha. Rồi mời quý vị coi chương trình tiếp theo là chương trình xuống rau củ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì rau củ về đây đã tới nơi khu vực cống 11 rồi nha. Đặng đưa xuống vỏ, đặng chuẩn bị đưa qua bên Bình Phú, đặng cho bà con cô bác mình ở bên đó dùng nha quý vị. Đây là cô bác anh chị em ở xóm này. Lại đang tiếp nè quý vị ơi. Có một nải chuối, nải chuối với một con. Đây mở diễn ra xem chương trình cho cũ nha. Đây là số rau củ mà sáng giờ mình thu gom. Nghe quý vị, rau củ hôm nay rất là tươi ngon. Bà con cô bác mình ở xóm giềng này lại đang hỗ trợ tiếp xuống nè. Đây là cái vỏ mà ở phía bên Bình Phú qua đây để nhận rau nha quý vị. Đây là cái vỏ lãi mà anh Bảy mình thường chạy qua đang chở rau củ về. Vỏ này chở tương đối là 600-700 kg. Hôm nay mình nhận động cũng tương đối 600 kg cho bà con mình dùng trong cái mùa dịch này. Đây. Rau củ này sớm anh, rau củ sáng anh chở về bên anh Hậu rồi hả? Còn cái số này hỗ trợ anh khoảng 600 kg á. Rồi còn 600 kg là ở trên kinh 16 đó hả? Ở kênh 16 hộ ra chỗ Nậu, chỗ bây giờ cái khu đó là nó xuống chỉ thị, nó lên lại chỉ thị 16 rồi. Mấy bữa gài là chỉ thị 15, hôm qua là có 12 ca dương tính. 12 ca dương tính hả? Số 8 á. Số 8 này trang kinh cốc hả? Số 8, số 3, số 9, số 10 á. Ở ngoài ngoài lỗ hả? Nó xã Vĩnh An bây giờ nó lên chỉ thị 16 toàn xã luôn. Vậy hả? Cho nên bà con cũng không có ai đi chợ đi búa gì được hết á. Hậu anh chỉ điện cho nên được đúng hỗ trợ mà cho anh Hậu. Rồi cái phần rau củ đó là cho rồi ha, còn cái phần này về là cho ở trong đây ha. Bây giờ cái phần rau củ này về tí xíu tôi sẽ liên lạc với anh Hậu. Anh Hậu nhận bao nhiêu nữa thì anh Hậu nhận, còn lại bao nhiêu thì tôi sẽ phát cho xã nhà. Tại vì mà sáng nghe anh Hậu nói là ông hộ cho ảnh là ngày mai. Cho nên cái đó thôi, bữa nay mua được một số rau của bà con mà sáng.
lấy gì hỗ trợ luôn. Nếu mà anh lấy qua anh gọi là phía bên đây là đưa qua là đâu có ấy nữa dư rồi. Anh kêu 800 kg á mà cái này mới có 600 thì chút nữa anh chở ổng thêm 200 nó đủ rồi. Còn nếu mà anh muốn thêm thì liên hệ đang mua đồ ở chợ đầu mối Chi Tôn. Rồi thầy cũ chờ chắc xuống vỏ xong thì mới rút về Bình Phú nha. Bởi vì chúng ta tiếp tục xem chương trình nha quý vị. Thôi nó mới đi ra phần. Kính thưa quý vị, thì giờ đây cái vỏ rau củ quả bây giờ đã chuẩn bị trở về bên khu vực xã Bình Phú để phân phát số rau hơn 600 kg này để cho bà con ở khu vực không vỏ. Mọi người sau khi dùng rau củ của các vị mạnh thường quân cho thì cứ quát mình cúng dán mình niệm Phật nha quý vị ơi, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp nha. Đồng thinh niệm Phật với tay ương mới chẳng còn nha quý vị. Rồi Nam Mô Phật, Đệ Tử xin kính chào. Rồi Nam Mô Phật.